tôm là một loại thủy hải sản tươi ngon, giàu dưỡng chất và dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Tôm được tôn vinh là vua của các loại hải sản bởi giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp cho cơ thể các vitamin và dưỡng chất thiết yếu giúp tái tạo năng lượng cho hoạt động của con người. Tôm là loại thực phẩm rất quen thuộc với chúng ta. Trong thịt tôm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng bổ sung protein, bảo vệ huyết quản và phòng ngừa bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch. Các món ăn từ tôm bao giờ cũng hấp dẫn. Từ nguyên liệu chính là tôm, người ta có thể chế biến ra vô số các món ăn hấp dẫn, từ bình dân đến cao cấp. Chính vì vậy, loại hải sản này đã không còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Sau đây là những lợi ích từ nguồn dinh dưỡng trong tôm mang lại cho con người. Tôm rất giàu protein và sắt. Lượng protein có trong tôm chiếm từ 20 đến 25% trong thành phần dinh dưỡng. Không những là nguồn cung cấp rất tốt về đạm protein mà còn chứa rất ít chất béo và calo, nên tôm còn được xem là một thực phẩm rất lành mạnh cho việc cung cấp lượng đạm cho cơ thể. Ngoài cung cấp một lượng lớn đạm và sắt, dinh dưỡng trong tôm còn có hàm lượng cao về vitamin B12, kẽm, iốt và phốt pho. Ngoài ra, tôm còn có thể được dùng để chế biến thành các món ăn có công dụng chữa trị các bệnh như mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ, đái dầm, suy dương. Ngoài ra, khi ăn tôm, bạn nên lột vỏ và chỉ ăn phần thịt và chân tôm, vì nhiều người vẫn lầm tưởng rằng trong vỏ tôm có chứa nhiều canxi. Nhưng thực chất, lượng canxi trong tôm tập trung chứa nhiều ở phần chân, còn phần vỏ tôm chủ yếu là các chất như kitin và canxi. Đây là những chất cấu tạo nên vỏ của các loài giáp xác. Ngày hôm nay, chương trình Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn món tôm sao Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, tôm là một món ăn rất là quen thuộc đối với mọi người rồi đúng không ạ? Thành phần của tôm rất là bổ dưỡng, giàu canxi, giàu đạm và rất nhiều chất dinh dưỡng khác. Nhắc đến tôm thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái món ăn đời thường như là tôm rang, tôm hấp, tôm xào. Tuy nhiên là hôm nay chương trình Ngon và Lành sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn làm một món tôm rất là đặc biệt. Và đồng hành cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay là anh Phùng Văn Đà, bếp trưởng của nhà hàng Vườn Vải ạ. Vâng, xin chào anh. Chào em. Chào khán giả. Vâng, anh ơi, anh có thể giới thiệu qua về cái món ăn hôm nay mình sẽ thực hiện được không ạ? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với khán giả rằng cái món tôm Nga Hoàng của nhà hàng Vườn Vải. Vâng, anh ơi, thì cái món này thì có gì đặc biệt khác hơn so với cái món tôm khác không ạ? Cái tôm này thì khác với tôm trao, tôm chiên hoặc là tôm nướng. Vì cái tôm này thì làm này người già, trẻ nhỏ đều ăn được hết. Mà cái vị của tôm đó sẽ ngon hơn là tôm bình thường kia. Dạ vâng. Thế nguyên liệu để làm món ăn này thì gồm có những gì hả anh? Nguyên liệu của món tôm Nga Hoàng này gồm có khoai là 1, sữa là 2, nước mắm, hạt tiêu, tương ớt và nước sốt mayonnaise. Dạ. Và bột chiên. Và thành phần không thể thiếu được chính là tôm đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Thế anh có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết cái cách để chọn tôm ngon và tươi được không anh? Cái tôm như đây, bản thân tôm này là tôi đã bị sơ chế qua một lần vó rồi. Cái tôm tươi thì mình chọn cái con tôm nó tươi khỏe, mắt nó mắt tôm ấy bao giờ nó nổi ra thì con tôm nó tươi hơn. Thế như tôm này tôi sơ chế rồi thì nghĩa là để tí ướp qua một lần nữa là để lăn qua lần bột rồi bắt đầu là quay ra chiên. Dạ vâng. Thế tôm đấy anh sơ chế như thế nào đấy ạ? Tôm này thì bóc hết một lần vỏ bên ngoài rồi, bóc hết một lần vỏ bên ngoài rồi để lại cái chân của nó thì chốc nữa mình chiên con tôm nữa đẹp hơn. Dạ. Cho con tôm sẽ đẹp hơn. Vâng. Anh ơi, có cách nào để nhận biết được giữa tôm bị tiêm hóa chất và tôm tươi bình thường không anh? Cái tôm tiêm hóa chất thì thường cái đầu nó thì bao giờ họ cũng hay tiêm vào trực tiếp vào cái phần đây và những cái đầu nó bao giờ nó nổi lên có những cái cục gì đó ở trên đầu con tôm này. Thì nếu mà mọi người nhìn con tôm thế thì đừng nên mua và cũng đừng nên chọn những tôm như thế để làm. Vâng. Chúng ta có thể bắt tay vào làm được chưa ạ? Đầu tiên chúng ta ướp tôm, chúng ta dùng một ít nước mắm ướp lên tôm. Sau đó một ít tiêu bắc, ít mì chính ạ.
xong rồi chúng ta bóp ướp đều. Giờ xong chúng ta để ngấm 5-10 phút, sau đó chúng ta sẽ lăn qua một lần bột này. Chúng ta sẽ để chiên cho lúc chờ đợi cho nó ngấm gia vị vào tôm. Cái tôm này là tôm bột biển em ạ. Cái tôm bột này thì nó dai hơn và dẻo hơn. Và cái độ săn chắc của tôm ngon hơn là như cái tôm nớt hoặc tôm giảo. Tuy nhiên nếu như mà không thể tìm được loại tôm này thì mình có thể thay thế bằng tôm khác không anh? Kể cả tôm không có tôm bột biển này thì mình dùng tôm nớt được, hoặc là tôm sú hoặc là tôm giảo cũng được. Nhưng mà quan trọng là phải tươi. Đây là cái tôm mình đã bóp đều cho nó ngấm hết gia vị rồi. Ngấm để chờ, mình để cho tôm gia vị ngấm vào tôm 5 đến 10 phút. Để mình sẽ, trong lúc chờ đợi tôm làm thì mình sẽ làm những cái món gia vị tiếp theo của tôm. Đây là khoai lang và khoai tây, và đã rửa sạch và đã được bào thành sợi nhỏ này. Chúng ta có phải ngâm muối hay làm gì không anh? Trước khi bào xong chúng ta sẽ cho một cái chậu nước cái sạch để cho một ít muối qua vào ngâm cho cái muối ngấm vào cái khoai lang khoai tây này. Lúc gì mình có ăn thì cái sợi khoai và cái sợi khoai này nó sẽ đậm hơn và động tác giòn hơn. Vâng. Bây giờ là chúng ta sẽ chiên lên đúng không anh? Đây là đã làm sạch rồi thì chúng ta bây giờ đây là cái chảo dầu đã bật sẵn rồi. Thì chúng ta sẽ cho cái khoai mà mình đã sơ chế sạch rồi cho vào chảo dầu để chiên. Là cái sợi khoai nó vàng thì mình sẽ vớt ra, nếu để lâu quá thì cái sợi khoai nó sẽ cháy đi và nó mất vị ngon của khoai. Anh ở đây là cả khoai tây cả khoai lang hay là chỉ có khoai tây không thôi ạ? Cả khoai tây cả khoai lang. Vâng. Thì sẽ mình sẽ trộn đều lên để mình cho vào cái chảo dầu để mình chiên lên thì sẽ được thành cái sợi khoai như này. Vâng. Mình cứ chiên giòn lên là được đúng không ạ? Chiên có cần lên. Phải cho thêm gia vị gì vào khi không, chiên không anh? Cái khoai này từ lúc mình đã bào ra rồi mình ngâm một chút muối vào cái khoai thì cái khoai nó sẽ đậm hơn, nó sẽ không bị vừa không bị ngán hơn. Anh ơi, cái nước sốt này mình pha này gồm có những gì hả anh? Cái này gồm có những cái pho mai là một này, sữa tươi là hai này, và sữa ông thọ là ba này, và kem là bốn này, và cái nước sốt mayonnaise là năm này. Vâng. Xong anh ơi, thì cái tỷ lệ như nào anh? Cái tỷ lệ đấy này nếu mà theo định lượng của tôm chẳng hạn, nhưng mà ba lạng tôm trở lên thì mình mình cho một cái muỗng này cho vào để mình đánh đều lên. Dạ. Để nước để mình sẽ làm cái nước sốt để làm tôm bao. Dạ. Anh ơi, kem ở đây mình dùng là kem gì anh? Kem tươi và sữa tươi. Vâng. Kem tươi là cái topping cream ấy đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Thì còn đây là gì anh? Đây là cái bột để mình bao qua lần tôm. Vâng. Cái bột này gồm bột chiên giòn và cái bột năng và trứng gà và bia. Dạ. Mình đổ lẫn vào để mình đánh đều lên để cho mình bao một cái lần tôm bên ngoài nữa. Sau đó mình mới cái dùng nước sốt này bao lần tôm bên ngoài của tôm. Đây là cái bột mình đã làm sẵn rồi, còn cái tôm mình đã ướp sẵn rồi. Bây giờ mình cái công tác mình làm bây giờ mình nhúng qua tôm, qua lần bột này. Mình nhúng, mình để lại cái phần đuôi và phần chân của tôm thì con tôm trông rất đẹp hơn. Tức là mình nhúng, mình sẽ cho cái phần chân lên phía trên để không nhúng cả chân vào đúng không? Đúng rồi, cái chân mình để chốc con tôm trông nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Anh ơi, tức là mình sẽ chiên sơ qua một lần này thôi, xong mình sẽ vớt ra để ráo dầu đúng không anh? Đúng rồi, mình chiên cho con tôm nó cứng và độ giòn con tôm lên. Bên ngoài thì con tôm nó cứng nhưng bên trong nó phải mềm, con tôm, cái thịt nó phải mềm. Nhưng mà cái bột năn là nó phải cứng, phải giòn, dạ. Có độ giòn của tôm. Dạ. Anh ơi, thì cái bột này là mình thành phần nó gồm những gì anh? Cái bột này bột năng và bột chiên giòn và bia. Dạ. Mình cho vào lòng đỏ trứng gà, mình lấy toàn lòng đỏ thôi, mình cho vào mình ngoái đều lên. Mình ngoái đều khi mà mình cảm bao giờ cái bột này nó có độ nhuyễn và độ sánh. Dạ. Thì khi đó mình bao con tôm này trông nó sẽ bám vào con tôm, nó sẽ mịn hơn và đẹp hơn. Dạ. Và nó chứ không nên để đặc quá hay loãng quá. Không nên đặc quá cũng không được mà loãng quá cũng được. Vâng. Làm sao mình phải có độ sánh như này. Dạ. Độ sánh của ở cái đây bột thì này. Là anh cho mấy cái lòng đỏ trứng gà anh? Đây là anh cho 3 quả lòng đỏ trứng gà. Dạ. Anh toàn cho lòng đỏ trứng gà thôi. Vâng. Chứ bỏ cái lòng trắng ra, lòng trắng thì nó sẽ làm mềm con tôm. Dạ. Và cái màu nó sẽ không đẹp hơn. Dạ. Tức là mình cố là mình cho nó có màu vàng đúng không anh? Đúng rồi, cái màu vàng của trứng. Dạ. Đây là tôm bắt đầu mình chiên đã đủ độ giòn của tôm rồi. Giờ mình vớt ra để mình làm bao một lần nước sốt nữa. Cái này mà mình thấy cái lớp bột ở ngoài nó cứng và nó giòn là được rồi đúng không anh? Đúng rồi, những cái tôm đây, cái lớp bột bên này nó cứng nhưng bên trong con tôm nó vẫn phải mềm. Dạ. Nó cứng thì lúc mình ăn nó sẽ cảm thấy giòn hơn. Vâng. Thế là có nghĩa là
trong cái lúc chiên là mình phải chiên bằng lửa to đúng không anh? Lửa to. Bắt đầu mình nhúng bột mình cho tôm mà lúc này lửa to, còn lúc mình cảm con tôm mà nó đã xe cái bột bên ngoài rồi mình phải giảm cái nhiệt đi thì cho nó đỡ bị cháy cái phần bột bên này. Bột bên ngoài. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ làm gì hả anh? Tiếp theo đây là cái nước sốt cũng như mình nói từ ban đầu đấy, thì bắt đầu giờ mình lại bắt đầu cho tôm. Cho tôm nhúng qua này nước sốt này. Nhúng qua và bắt nước sốt dìm con tôm đây. Và những cái khoai này mình đã bảo sẵn chín rồi thì chúng ta mình nót một lần đĩa này thì cái khoai nó rất là giòn rồi, rất giòn, mình có đang mình để ở đây, đây mình trang trí, mình bao à, mình bắt đầu mình cho cái khoai vào đây. Đây mình sẽ để một lớp khoai ở dưới để trang trí, để lớp khoai ở dưới trang trí. Đây mình dìm con tôm cho nó hết và ngấm hết vào cái nước sốt này. Bên bên ngoài rất là mềm nhưng mà bên trong con tôm cái nước bột của con tôm vẫn còn giòn. Mình chỉ nhúng sao cho ngập con tôm mà được đúng không anh? Ngập con tôm mà nó phải cái nước sốt nó phải bám hết vào con tôm này em ạ. Thì tí em ăn em cảm thấy trong miệng nó có cái độ ngậy của cái nước sốt này hơn. Và cái giòn của cái khoai này. Nước sốt là như ban đầu anh nói là sẽ gồm có nguyên liệu là có phô mai này, sữa đặc này, sữa tươi này, sữa chua và mayonnaise đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thế em cái món tôm này thì mình ăn kèm với gì hả anh? Cái tôm này tí cái nước này nếu mà mình cảm thấy ấy thì lại chấm tiếp cùng với cái nước sốt này. Vâng. Mình lại chấm nếu tùy theo mỗi người, khẩu vị của mỗi người thôi. Như đây thì bao kín con tôm rồi hầu như là nó cũng không cần chấm nữa rồi. Dạ. Còn nếu chẳng như mọi người mà cảm thấy thì vẫn chấm bằng cái nước sốt. Chính nước sốt này hoặc là có thể chấm bằng ớt ngọt đúng không anh? Đúng rồi, mà dạ. Hoặc là bằng tương ớt hoặc nước ngọt. Dạ. À, thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món tôm Nga Hoàng rồi ạ. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Hy vọng với những chia sẻ của đầu bếp Phùng Văn Đà ngày hôm nay thì quý vị và các bạn sẽ có thể tự mình chế biến được món tôm Nga Hoàng này ngay tại nhà. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.